giờ con đang chạy mút. Giờ đến giờ con sẽ chơi xe đạp. Tại sao sữa phải chơi xe đạp? Tại con béo. Tại con béo quá hả? Trời. Ê, sao ăn kẹo mút mà đeo khẩu trang kỳ vậy, lạ vậy? Hả? Đừng mở khẩu trang ra con bị đi ra dưới nơi này, còn phải làm như vậy mới ăn được chứ. Đeo khẩu trang mà ăn kẹo mút vậy thì sao an toàn? Kỳ vậy? Hả? Sữa. Cho Lina lên trên, chị Na cho em có gian gì? Vậy chị Na cho em có gian gì ơi, gắng tập thể dục đi con. Để hai béo phì mẹ béo. Nha. Thấy chị Na béo, chị Na tập thể dục phải không? Thì sữa tập thể dục đi. Sữa tập thể dục mà sữa ăn kẹo thì sao giảm cân được? Xe này của ai? Tôi em con. Xe này của ai chị Na? Dạ, xe của sữa. À, xe của sữa mà chị Na tháo hai cái chân hai bên này, giờ sữa đi không được. Từ từ đó, từ từ sữa lên. Sữa chị chở. Na chở em được không? Con nhấp từ từ thôi, chở em đi với con. Chị Na, cho em đi với con. Chở sữa đồ hả? Nè em để chân xuống. Em để chân gà gà xuống chứ em đừng để chân lên. Rồi em lên ngồi em để chân gà gà xuống đó. Ngồi khéo khéo đó, đúng rồi, đúng rồi. Dạ chị Na hận. Chị Na hận đi. Ủa sữa có cho chị Na chờ con hận. Nhắc thôi, chạy chưa được đâu chị Na, chạy chưa được đâu. Chị Na chạy chưa nổi đâu. Chị Na chạy chưa cứng lắm. Dạ, rồi cũng chăm tập thể dục lắm nha bà cô chú anh chị. Dạ. Nhưng mà từ khi cái bữa Phương vừa bị dính Covid á, cái Phương vừa không có thời gian Phương vừa tập với trà sữa, cho nên trà sữa lười luôn, bỏ tập luôn. Bữa nay Phương vừa hết bệnh rồi, cho nên Phương vừa quay cầm lên, cầm lên, cầm lên, mang lên. Dịnh đi, dịnh chị Na đi. Em dịnh chị Na rồi. Cái chừng té anh ta. Hai ba nguy hiểm. Hôm bữa sữa đi xuống thì mới bớt nguy hiểm. Mà nói nguy hiểm cái chị này cho sữa đi xuống à. Mình chậm từ từ thôi, từ từ lên con. Khi này không đang đảm màu. Ôi nguy hiểm quá, đang đốt rồi. À, cái bờ gì đó là rộng quá nên không gãy. Chờ lấy chân lên đi cho nó chạy. Em ta lấy chân lên đó, nó ngã. Hai người không bờ đâu. Thôi cẩn thận thôi, cho con làm cho cũng hồi hộp theo luôn. Trời ơi, cái này nó điên rồi đi. Rồi dưỡng áo em. Con muốn chạy nữa. Lấy cái xe nhỏ cho em đi con nè. Có xe nhỏ lấy đưa xe nhỏ là cho em đi con. Còn xe nhỏ nào đâu? Chết rồi, xe đạp hai bánh sữa đâu chạy được. Không muốn chạy. Xe cao này sữa chạy đâu được đâu. Xe đó con chạy còn được nó không gì em. Con chạy được. Sao bữa tháo bánh làm chi con? Không muốn chơi. Hả? Rồi lên đi con. Để qua cái chỗ thẳng. Cho con em trước. Em sẽ đi đây. Cái thằng á. Ôm chị Na vô. Rồi Na một lấy chân một chống một chân rồi chạy chân tới thôi. Khi nào có trớn hả buông ra luôn. Trời ơi con chở sữa nó bằng gần bằng con rồi. Con chở không nổi. Anh cho anh làm việc. Rồi con la kéo con đe dẫn từ từ đi gì cũng được. Đấy, cho nên tập cho em sửa xuống đi chị Na, có cái chân gác không? Dạ. Cho em gác, có chân gác không? Xe này có chân gác không? Không có gác hả? Rồi sửa ôm chị Na vô đi rồi chị Na chạy.
ơi, trời ơi. Sổ đi ra đây, chị Na chạy lên dốc xíu. Không, không, không có thả dốc, thả dốc rất là nguy hiểm, mới chạy xe không biết thả dốc. Rồi, để chị Na quay xe lại nè. Rồi leo lên. Đi chơi xe này đi. Xe nào? Vậy xe đó thì chị Na lên đi sửa kéo Na nè. Để cho sửa kéo Na đi sửa tập thể dục. Lên đây ngồi đi chị Na giữ. Sợ quá. Ngồi đi, không có sao đâu. Không rồi. Dép của sửa sửa mới. Ê, em đứng đi được không? Em đứng đi được. Thôi không được, không được, không có cha kèm không đi được đâu. Xuống đi, xuống đi. Đi xuống đi. Để xe kia kéo đi coi nè. Dạ. Xe kéo kia kìa. Vô xe kéo kia đi. Đi còn lại lấy xe kéo kia đi. Xe này cho em không, không có cha không được đâu. Em không được. Sao? Rồi. Dính tao lên đó. Đâu đi được con. Trời ơi. Để cho em bước ra cái coi. Mẹ mẹ biết như cái con hát bài gì sữa rồi lấy xe kia kéo không lấy xe kia kéo đi mua dừa nè thôi lấy xe dừa đạp bơi xe nào con hết xe đạp bơi kêu chị Muội lấy xe này chở con đi thử được không thôi nói chị Muội ơi chị Muội ơi con chạy xe chở em đúng Muội dạ hả con chưa chạy cả chở xe đó có để chân mà chị Mùi chở đâu được đâu chị Mùi chạy còn yếu xìu à xe này em sợ lắm em sợ lắm hả xe hơi nhỏ bộ em không sợ gì hết em đem lấy chim bột của trà lên rồi dạ lên nhưng sao chịu nổi không con nè con chịu nổi không kêu chị Muội mà chị Muội mạnh hơn kêu chị Muội kêu chị Muội chắc chạy được á chị Muội ơi con ra con thử chạy thử được không con thử con chở em thử được không con chạy chắc được rồi đó con can đảm lên là được hả nè con chở ra Na thử trước coi được không con chở Na được là con chở mua sữa được à tại vì sữa không chưa biết ngồi á sợ ngã như ngã ba gạo vậy ngã theo không có đỡ nổi sửa lấy xe kia chạy luôn rồi không bỏ cái chỗ này chở xe nào đây lại cho lấy chiếc xe của chị Na chị cho chạy cho lại đây đây cho chở cho Muội đưa đây cho chạy cho Muội đây mà Minh quay cho chở em cho thử được đâu con thử chở em Na thử được không chạy ra chở luôn con Na hả thì chở em Na thử được là con sẽ chở Muội sửa được à rồi em Na lên đây thôi Na lên trước đi rồi chị Na lên đây thử coi lấy chớn chạy rồi rồi bước đạp đi tại chân con chịu được đừng con được rồi có trơn Na nặng quá không được rồi rồi cha chở cho sữa ha cha chở sữa ha rồi nhờ bố Minh quay giùm anh Minh quay em cái mình đây đây cha chở cho em Muội đây cha chở em cho rồi cho cha Muội đi rồi cho chở cho chở em chở được cho mua cái xe bự cho chở em sửa đi ha sáng sáng cho chở sửa đi học rồi lên anh hai chở con được không cho anh hai chở con được mà Ủa xe này xe bự ha dạ xe bự rồi đó con là tăng ủa xe kia xe gì xe này bự hơn đó hả không hai xe bằng nhau
Ủa rồi vậy hả? Con nằm đơn yên cho cái xe đó rồi. Đi rồi ba. Rồi ngồi đi. Sợ té đâu. Thôi khỏi cần điện thoại. Chạy bình thường mà. Đâu giống chị hai đâu. Đừng nào mà chị hai chở. Xe con hơi mềm xì lốp rồi. Để ra bơm lốp xe. Cho chạy được mà, đừng có thọt chân vô cái con câm nha. Rồi. Rồi để cho ra mượn bắt quy bơm. Thôi mà làm mượn xe của anh hai nè. Rồi rồi xuống đây. Đứng xuống lại lấy xe của anh hai chạy. Xuống đây. Xuống đi. Xe của anh hai cũng rồi xe xe anh hai của anh cứng hơn. Rồi xuống. Trời ơi bả như cái bịch gạo vậy. Giờ nói cái gì vậy? Cái nó còn như bịch gạo vậy. Như bịch gạo 25kg vậy. Rồi. Bè bè nhô cái con lòng nghe ghét anh ơi. Hát bảy ba vậy à? Bà. Ủa bánh xe này cũng mềm rồi. Mình ơi chứ không. Chứ không. Xe này cũng hơi mềm, sao xe nào cũng mềm lát ra bơm hết đi. Đó, mình đi xe này. Đi ra bơm. Dạ. Rồi. Lên con. Sửa ngọn trước không? Sửa ngọn trước đây nè. Sửa ngọn trước nè. Được chưa? Đi rồi. Chạy nha. Chạy ra để bơm bánh. Rồi chạy ra chạy đua nha. Bơm cho Phương nha. Em biết rồi. Con không có đua được đâu. Cái xe này nó không có. Ngày mình bên nhau. Cái canh lòng mày cái canh. Anh thiếu em. Ê, nhớ khi xưa cha chở con trên chiếc xe đạp cũ. Quy ơi cho em vẫn bơm mất Quy. À, lên cha. Hả? Bà đi. Bà. Bộ mất Quy bộ bơm ai ta? Ừ. Con bơm bơm. Con bơm cái nào? Dạ. Giờ xe đạp nè. Con nè. Nóng mày là nóng luôn. Chở đau chân, chắc muốn chở đau chân luôn. Đau không? Dẫn vô chẳng hơn đâu. Con vừa hết định 2 ngày rồi nhưng mà xe này xe của Thế Vĩnh, Phương vừa mua cho Thế Vĩnh một chiếc. Cái nào con nghe đốt hết cần á. Xuống xuống đi. Xuống bơm xe. Mẹ bê bên nhau cái cánh lòng người khác anh ơi. Anh yêu em anh. Nào đi. Nào cũng đủ rồi. Để bơm lên cái mình đó rồi mình chạy nha bà con cô bác. Mẹ bê bên nhau cái cánh lòng người khác anh ơi. Không? Anh yêu em hơn cái cánh lòng người khác anh ơi. Đúng có xe nó không nữa. Sư ơi là phụ bơm cho coi. Đây là xe của Na nè, mình Na bơm không? Mình ơi cho nó cái cánh lòng này cái mê mê bơi bơm đi con bơm cứng cứng vậy vậy mình ơi bơi nhô cái cánh lòng này chắc anh ơi hát cái gì vậy bà Thúc anh yêu em nghe cái lòng này chú thuộc bài nào nữa hát nghe coi. Mừng ơi trên sông trên cái lớp mà nói anh yêu em hơn cái cánh lòng mày ghét anh. Ủa cái này không vô mà nó không xì thêm nữa vậy. Sông cho nhau thì hết nên thôi. Mừng ơi cho cái cánh lòng. Ủa nó hết thời hết nè nó. Kỳ vậy. Rồi. Của Na đâu?
baby. Bên nhô cái cành nằm. Chắc con dẫn đi cho con dẫn xe. Bên từ từ này này, dính 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 dính. Ba ba trẻ cưa cửa. Được được, sửa sửa sửa. Mẹ 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 nhô cái cành nằm nghe. Tạm thời bơm vậy đi con. Xíu bơm chút. Đó 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 đó. Rồi lên đây. Rồi ra đây coi. Rồi được được được, đừng giờ lại. Rồi để đây nốt, để đây xíu bơm nữa nha nó. Đừng có kéo vô cho nó. Rồi cảm ơn Út. Rồi con kêu con chạy đi. Rồi rồi sửa lên nè. Rồi ok rồi. Rồi cha 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 xã con về tới Bến Tre thăm ông bà nội ha. Hả? Cha về tới Bến Tre thăm ông bà nội luôn nha. Dạ được. Rồi đua luôn. Rồi đừng có thọt chân vô nha con. Rồi đó, bánh xe nó cứng rồi, chạy luôn. Ngon rồi. Sửa chào ông bà cô chú ơi. Chào bà cô chú gì vậy? Nó không, bà cô chú chị em anh dạ. Có ai mà qua Tết rồi có dư cân như con thì tập thể dục như con nha. Tập thể dục cho cơ như, cho khỏe. Tập thể dục chi sữa ơi? Cho màu lớn. Cho màu lớn cái gì nữa? Nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe cái gì nữa? À, con cho bẻ cua gắt nè. Hả không? À, con cho xe đạp chậm nè. Ai? Nè cho chạy xe đạp chậm nha. Đi thôi, xin chạy ra xe đạp chậm rồi con bác. Mai tổ chức xóm chợ chạy xe đạp chậm coi. Bữa thích chợ đi. Đi mà đừng có ngã té nha. Té. Hả? Té lên. Hả? Té lên. Chạy xe đạp chậm. Chạy chạy vô nhà chú Phong luôn. Hết rồi. Đây. Đừng có thọc chân vô trong nha. Cái con hả? Cái gì nó bậy vậy? Cái con mới tao sao đi chạy vô nhà rồi đi. Để xe đập chậm nè. Không được. Đừng có thọc chân vô nha. Nè. Để chân lên đó, để lên đi. Con cá. Xuống đây cho đợi bà gác cho. Vâng. Vĩnh Vĩnh yên. Vĩnh yên xé. Yên ra. Bà thiệt tình. Để đây nè nha. Nó vừa quên để ý nữa. Ok chưa? Ok. Ok nha, chào tạm biệt bà cô chú. Giờ mình đi coi. Ta đi đây. Rồi, hẹn gặp lại luôn không? Hay là sao? Sao quay tiếp? Chị chú nhé. Và có family cái này sẽ một ít hương vị cần và đuổi con được các bạn lúc vàng cho chị nè lúc kim cương cho áp yêu nữa nha. Bye bye. Chờ khoan bay đàng hoàng. Thôi bình luận nữa nha. Đinh được nhắn chú nữa nha. Thôi quay xíu nữa đi ha. Chào tạm biệt nữa ha. Quay xíu nữa ha. Lâu rồi hai anh trai con mình không đi đâu. Đi đâu? Để cho ông bà cô chú anh chị thấy là cha con đã khỏe rồi. Tập thể dục rồi. Bắt đầu không? Cái đường có chân con cái coi. Hả? Cái làm cái đường cái. Dạ. Dạ. Cái từ sao cho đụng chân con. Sao? Sao cho đụng chân con. Rồi giờ con chạy con ngồi đây nè, con ngồi đây mới dễ thương nè. Không. Hả? Ngồi đây nè. Ngồi đây hả? Ngồi đây dễ thương không? Dạ. Đi chạy lại. Đâu đua chị Na nè, đua chị Na nè. Đừng có làm chân con cái. Yếu. Hồ bơi cũng phát kìa. Hả? Hồ bơi cũng phát kìa. Hồ bơi phát hả? Ừ. Hồ bơi trong nhà ha. Ở đây được có nhờ có không gian cho mấy bạn nhỏ rồi tập thể dục. Cái chạy nhanh lên, không là chị Na gì. Chạy nhanh lên chứ, không là chị Na. Yên tĩnh. Em hắn.
em thắng kìa. Chạy xuống nha, chị nào thắng rồi. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng trong nhà ông bà nội luôn nè. Dạ thôi, chia sẻ ông bà cô chú anh chị được rồi ha. Mai mình quay tiếp ha. Mai mình tập thể dục tiếp ha. Chào ông bà cô chú đi. Đây nè. Chào mẹ chú, bà mẹ chú. Rồi, nhớ subscribe sao, phanh tay đồ đàng hoàng. Để family channel chứ mọi người như ta đấy rồi. Để được nhắn lại và nhiều like. Hay là để được nhắn cùng với nhau đó rồi. Bình luận đó không? Bình luận đi nha. Bình luận cái gì? Bình luận đi là được. Bình luận cái gì? Để ông bà cô chú bình luận gì? Dạ thôi. Chúc bà cô chú anh chị rất là nhiều nha. Chúc quý bà cô chú chị thật nhiều sức khỏe. Bây giờ hai cho con cũng vừa tập thể dục tiếp đây. Ông bà cô chú anh chị mình có thời gian cũng nên tập thể dục nha. Hẹn gặp lại, bye bye. Baby, my new.